Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Thì trưa hôm nay mình sẽ review cho mọi người về một bữa trưa với những thực phẩm mình có thể tự cung tự cấp được rất là nhanh chóng và sạch sẽ tiện lợi. Nào mời các bạn cùng theo dõi nhé. Đây, đầu tiên mình sẽ cắt một cây salad. Đây, một cây salad các bạn nha. Còn những cái lá già như này mình sẽ bỏ. Những cái lá già này mình sẽ bỏ. Đầu tiên là xà lách. Tiếp theo, đây mình sẽ có cái tía tô. Nó còn bé nhưng mà mình đã vặt ăn dần rồi nha. Cây húng trắng cho nó thơm các bạn ạ. Đấy, cây húng trắng. Thêm một ít hành. Theo sẽ là những cây hẹ. Rồi. Cây này chặt hơn. Rồi mình sẽ vặt cây này. Tiếp theo mình sẽ cắt thêm là một cây sú các bạn nhé. Đây, mình sẽ cắt thêm một cây sú này. Để về luộc. Đây, mình sẽ cắt sú. Và tất nhiên là không thể quên cái việc là ghé sang xin em gà 2 quả trứng nha. Đây, thôi mình nhặt 3 quả luôn đi. Đấy, 3 quả trứng sạch. Vậy là nguyên liệu đã xong nhá. Bây giờ mình sẽ đi chế biến tất cả những cái nguyên liệu này thành món ăn của mình trưa ngày hôm nay. Rau sống sau khi rửa sạch thì mình sẽ ngâm với nước muối mọi người nhé. Mình sẽ ngâm một lúc với lại nước muối. Dù là rau nhà mình trồng đấy nhưng mà mình cũng phải ngâm với một chút muối để loại bỏ những cái vi khuẩn bình thường.
bắp sú thì mình sẽ luộc nhé, mình luộc mình sẽ chấm với xì dầu các bạn ạ. Bắp sú này luộc ăn nóng rất là ngọt luôn. Rồi, vậy là mình đã chế biến xong món ăn mà mình tự cung tự cấp được các bạn nha. Toàn rau là rau thôi. Đây, mình sẽ ăn rau sống. Đấy, kèm với lại nước chấm đây chính là nước chấm từ trứng, chưng, cà chua các bạn nha. Rất là ngon luôn. Còn rau sú thì mình sẽ chấm xì dầu nha và ăn với cơm. Rồi, chúc mọi người ngon miệng nha. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.